Theo báo Vietnamnet, tình trạng quái xế phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bóp còi inh ỏi vân vân vào mỗi tối cuối tuần trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã diễn ra trong một thời gian dài. Cuối tháng 4 năm 2023, báo Vietnamnet từng phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh võng, bốc đầu xe trước khu vực nhà hát lớn Hà Nội ở quận Hoàn Kiếm. Tại thời điểm ghi nhận, nhiều nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy theo các chủng loại khác nhau đi thành từng tốp với tốc độ cao, liên tục bóp còi, lạng lách đánh võng, bốc đầu trước cửa nhà hát lớn. Đặc biệt, có những tốp đi khoảng 20 xe máy với hơn 30 người gây náo loạn đường phố. Tình trạng này chỉ giảm bớt sau khi Công an thành phố Hà Nội bố trí 7 tổ cảnh sát 141 hóa trang xử lý thanh thiếu niên càn quấy. Không dừng lại ở việc náo loạn đường phố, các nhóm thanh thiếu niên còn thông chốt tổ công tác đặc biệt 141. Ghi nhận vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2023 tại đường Trần Phú, quận Hà Đông, hướng từ quận Hà Đông, Thanh Xuân, nhóm 8 thanh thiếu niên đi trên 4 xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự ra tín hiệu dừng xe thì quay đầu bỏ chạy. Nhóm này bất chấp nguy hiểm, luôn lách qua dòng ô tô xe máy đang lưu thông trên đường, rồi phóng xe đi ngược chiều tẩu thoát. Đến tháng 3 năm 2024, phóng viên Việt tiếp tục ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe kẹp ba, bốc đầu, lạng lách đánh võng ở nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Đại Cô Việt, vân vân. Đêm ngày 3 tháng 11 vừa qua, nhóm quay xe phóng xe máy với tốc độ cao đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong ở ngã tư bà triệu Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Sinh sống trên tuyến đường nóng xảy ra tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, một người dân nhà gần nút giao phố Phan Huy Chú Trần Hưng Đạo cho biết, các hộ dân sinh sống nơi đây rất bức xúc. Người này nói chúng tôi phải đứng chờ để cho đoàn xe máy lạng lách đánh võng đi qua mới dám sang đường. Anh Mai Ngọc Thanh ở quận Hai Bà Trưng cho biết, vào mỗi tối cuối tuần thường có nhiều đoàn xe máy lạng lách đánh võng trên đường, cá biệt có những đoàn có đến cả trăm xe máy chạy gây náo loạn đường phố. Anh Thanh nói, nhiều xe máy còn kép ba, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Chúng tôi rất bức xúc về tình trạng này, mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm vi phạm. Chị Thanh Vân ở quận Long Biên cũng cho biết tình trạng thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao ở nhiều tuyên phố thuộc quận Long Biên làm người dân nơi đây rất bất an. Chị Vân bày tỏ mong muốn tình trạng này đã thành vấn nạn, cần cơ quan chức năng vào cuộc xử lý rứt điểm. Theo báo Dân Việt, ngày 4 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội tạm giữ 10 thanh niên độ tuổi từ 16 tới 19 trong đoàn quái xế liên quan tới vụ tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo Bà Triệu. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đua xe trên đường phố, thực hiện các hành vi lặng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các thanh thiếu niên trong nhóm quái xế và đặc biệt làm rõ danh tính của người đã tông vào nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Các đối tượng tham gia đua xe trái phép đều có thể bị xử lý hình sự, nhưng với đối tượng trực tiếp gây ra sự tử vong cho nạn nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn. Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi đua xe trái phép và tổ chức đua xe trái phép, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng tham gia đua xe và tổ chức đua xe về tội đua xe trái phép và tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định tại điều 265 và 266 Bộ luật hình sự theo quy định của pháp luật người tổ chức đua xe trái phép là người tạo những điều kiện vật chất tinh thần cho hoạt động đua xe người tổ chức đua xe cũng có thể là người khởi xướng kêu gọi hô hào người khác người đưa ra giải thưởng hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện cho những người khác tham gia đua xe đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, nên người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 265 Bộ Luật Hình sự với mức chế tài có thể là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, hoặc là phạt tù, mức thấp nhất là 1 năm, mức cao nhất là 20 năm tù, hoặc tù trung thân, nếu làm tử vong 3 người trở lên, hoặc là gây hậu quả thương tích nghiêm trọng cho nhiều người. Ngoài các đối tượng tổ chức đua xe trái phép, các đối tượng tham gia đua xe trái phép cũng bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 266 Bộ luật hình sự. Tội danh này quy định nếu làm người tử vong sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Đua xe trái phép là hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, trật tự giao thông, đe dọa đến sức khỏe tài sản của người tham gia giao thông, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội. Người thực hiện hành vi đua xe trái phép là chủ thể từ 16 tuổi trở lên có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình, hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội là căn cứ để xử lý hình sự, hậu quả dẫn đến người tử vong là tinh tiết định không tăng nặng hình phạt từ phân tích trên vị chuyên gia cho rằng nếu kết quả xác minh cho thấy đây là hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép cơ quan điều tra sẽ khởi tố về hai tội danh nêu trên nếu đối tượng nào vừa tổ chức đua xe vừa tham gia đua xe sẽ bị xử lý hình sự về cả hai tội danh theo kênh 14 thông tin, ngày 4 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội tạm giữ 10 thanh niên độ tuổi từ 16 tới 19 trong đoàn quái xế liên quan đến vụ tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo Bà Triệu. Trong chiều cùng ngày, lễ viếng của chị NHQ là người gặp nạn sau cú tông của nhóm quay xế đã được tổ chức tại nhà tang lễ Việt Xô, số 1A Trần Khánh Dư, Hà Nội. Biết tin cô gái trẻ gặp nạn qua đời, nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè cũng đã có mặt tại nhà tang lễ để chia buồn, tiễn biệt cô gái lần cuối. Trước đó, khi hay tin cô con gái gặp tai nạn, cô P là mẹ HQ cùng người thân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường theo chia sẻ của nhân chứng có mặt tại thời điểm đó cho biết mẹ của nạn nhân khóc ngất bên thi thể của con gái trước nỗi mất mát quá lớn khi mất đi cô con gái tuổi ngoài đôi mươi người mẹ nén đau thương đăng tải hình ảnh cô con gái cùng tờ cáo phó lên mạng xã hội kèm theo dòng chia sẻ mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con con yên lòng con yêu nhé yêu thương con gái mẹ nhiều lắm lắm, xin cả nhà một lời nguyện cầu bình an đến cho con, để con sớm trở về với cảnh giới an lành. dù con phiêu diêu tự tại chỗ nào cũng thật bình an con nhé, mẹ và cả nhà luôn yêu thương nhớ về con. có lẽ đây là bài chia sẻ đau lòng nhất của người mẹ khi nhắc đến cô con gái bé nhỏ của mình, bởi chỉ sau một buổi đi chơi, cô gái trẻ đã rời xa cha mẹ, xa gia đình mãi mãi. Trước nỗi mất mát quá đỗi đột ngột ấy, người cha người mẹ vẫn phải gắng gượng để chuẩn bị tang lễ cho con gái. Thế nhưng, bao nhiêu sự mạnh mẽ, cố gắng nén nỗi đau thì người mẹ ấy vẫn kiệu ngã. Có lẽ nỗi đau mất con chẳng thể nói thành lời, những giọt nước mắt, những tiếng khóc than cũng chẳng thể đưa con gái bé bỏng về lại. Trong khi lễ tang diễn ra, cô P đã không chịu được nỗi đau quá lớn, bất ngờ ập đến, khiến cô là đi và được người thân đưa ra ngoài, Chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mọi người có mặt tại lễ tang không khỏi xót xa rơi lệ. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng để lại những lời chia buồn, mong gia đình cô gái mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát này. Tài khoản NHA chia sẻ, thương em quá quy ơi, chị em mình còn bao điều giang dở, chưa cùng nhau thực hiện, làm sao gia đình có thể nguôi ngoai được đây hả em? Nhưng ở nơi xa, hãy an lòng em nhé, chị và mọi người sẽ mãi đồng hành bên cạnh mẹ P, em nhé một người bạn chia sẻ xem clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn mà sợ run người nhưng chẳng ngờ là em quy ạ à. lúc nào thấy em trên mạng xã hội cũng là một cô gái vui vẻ yêu đời mà chẳng ngờ tay ương lại ập đến bất ngờ như thế em hãy yên nghỉ nhé mong rằng pháp luật nghiêm minh sẽ trừng trị những kẻ gây ra tai nạn đòi lại công bằng cho em mong cô chú và gia đình nén đau thương theo điều tra ban đầu, dạng sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển nhiều xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô qua các tuyến phố. Đến ngã tư nói trên, một xe máy trong đoàn đua có hai đối tượng ngồi trên xe đâm trực diện vào xe máy Honda biển kiểm sát 29C1 813XX khiến cô gái điều khiển văng xuống đường tử vong. Sau khi gây tai nạn, nhóm đối tượng bỏ trốn tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là chị NHQ, sinh năm 1997, trú quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Theo kênh 14 đưa tin, liên quan đến vụ việc nhóm quái xế lao nhanh tông tử vong cô gái trẻ ở Hà Nội, chiều ngày 4 tháng 11, lễ viếng đã được tổ chức tại là nhà tang lễ Việt Xô số 1A Trần Khánh Dư, Hà Nội. Trong không khí trầm lắng, người thân, bạn bè của gia đình chị Quy đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén hương, chia buồn cùng gia đình. Mọi người đến dân hương đã không kìm nén được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của chị Quy. Và có lẽ người đau lòng, xa xa nhất là bố mẹ của cô gái trẻ. Mẹ của nạn nhân đã không thể chịu được nỗi đau quá lớn, bất ngờ ập đến khiến bà lả đi và được người thân đưa ra ngoài. Trước đó khoảng 0 giờ, ngày 3 tháng 11, một cô gái trẻ trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư bà Triệu, Trần Hưng Đạo, nhóm quái xế phóng với tốc độ cao lao đến. Sau đó một chiếc xe chở hai người đã đâm trực diện vào xe khiến nạn nhân văng xuống đường và tử vong. Nạn nhân là chị NHQ, sinh năm 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Thông tin từ tiền phòng, ngày 4 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã triệu tập tạm giữ 10 đối tượng để điều tra vụ cô gái 27 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao tông tử vong bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 0 giờ 15 ngày 3 tháng 11, chị Quy, 27 tuổi, trú tại Hà Nội, điều khiển xe máy dừng tại nút sao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo, Ba Triệu, Hoàn Kiếm Hà Nội. Lúc này đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên, khoảng 20 đến 30 xe, di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại. Bất ngờ chị Quy bị Nguyễn Hồng Nờ, sinh năm 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Phương A, sinh năm 2005, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tông Trúng. Chưa dừng lại ở đó, chị Quy tiếp tục bị xe của Nguyễn Tá Minh Ca, sinh năm 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, đi phía sau Nờ Tông vào. Hậu quả, chị Quy văng ra xa, tử vong tại chỗ, còn nhóm thanh thiếu niên rời khỏi hiện trường. Có mặt tại công an quận Hoàn Kiếm cùng một số người khác, bà L, chú tại Thanh Trì, Hà Nội, mẹ ca, tỏ ra lo lắng cho con trai. Bà cho biết, ngay sau khi về nhà, ca hoảng sợ nói với gia đình về việc đâm vào cô gái. Đến chiều cùng ngày, bà đưa con ra trình báo cơ quan công an. Bà L nói, tôi không bao che cho con, do có công việc nên tôi đi vắng và để chìa khóa ở nhà, cháu tự ý lấy xe đi, tôi không giao xe cho cháu. Theo người phụ nữ, ca là con út trong gia đình, bố đã mất, bản thân ca đang là học sinh lớp 10. Bà L cho biết, ban ngày cháu đi học, gần đây cháu xin đi làm thêm buổi tối và về vào khoảng 22 đến 23 giờ. Tôi cũng đã khuyên cháu ở nhà tập trung học hành. Bà L cho biết thêm, hai hôm cuối tuần cháu được nghỉ, bạn bè rủ nhau đi chơi thì xảy ra sự việc. Người phụ nữ tỏ ra hối hận khi để con lấy xe đi, đồng thời mong muốn được gặp gia đình nạn nhân, nói lời xin lỗi.